cái sung quá khủng không bán. Quá đẹp, tôi rất thích cái bảo ngắm ngắm cái cây sung này từ ngoài đường mà không bán. Rất nhỏ này. Quả này bệ dễ không chê được. Đấy, các nhìn này. Rất bé thôi nhưng mà có tiền đấy. Nhiều tiền đấy. Không bán. Thế một tiệc. Được chưa em? Em đi xin đường qua. Anh vừa gọi anh bảo anh ở đấy mà. Không bán. Tầng 3 đây, đây để ấy. Đây để anh gọi lại cho anh nhé. Sùng nhìn sướng nhá. Em thích sùng à? Nhìn thấy đáng đồng tiền quá nhưng mà không bán. Không bán không quan trọng. Cái này nếu bán sợ tâm phủ. Được. Chơi là quất được. Nhưng mà về mình trồng sợ không ra được quả. Nó đã ra quả rồi lấy ra. Không phải, sung mà đã ra quả rồi thì cái làm nào cho ra quả ấy? Nếu mà để ra quả thì bác đi rồi à? Chỉ để cằn không thì thả nước cằn ra nó mới ra quả được. Kiểu gì phải ra nó mới ra quả. Không mà, nếu mà không ra có tưới nhiều nước không? Sung thì nhiều nước, sung nó giống như nước mà. Nếu mà không muốn đấy thì anh phải cắt cái cây mà nó có quả rồi thì mới có quả được. Chứ cái cây non mà mới trồng thì nó lâu lắm. Em ơi, vì bản chất muốn ra quả là già. Đóng cằn thả nước. Cái mai từ quý đúng không? Chứa thủy đấy. Mai chứa thủy. Mai chứa thủy đấy. Đấy, dáng rất là hay. Trực. Nhưng kia, sung này về lấy cái dao sấn ở đây làm ấy cho ra nhựa. Làm cho thì nó về sau lại ra đúng cái chỗ làm quả cho nó cằn cỗi. Không, nhưng nó đã có quả rồi thì không cần. Nó đã có quả rồi, cây này chỉ điểm xuyết thôi, cây này nhiều thì lại không hay. Cây này chỉ cần thế thôi. Nó chất một xài. Cây này không thả nước này. Nhỏ này mới quý, một xài. Cây này kiểu như là mọc từ hạt lên. Kiểu, nó mới được cái thân. Người rất thích cây nhỏ, không thích cây to. Nhỏ nó mới kỹ thuật cao. Không biết chơi, rất thích cây nhỏ. Kỹ thuật cao mới chơi cây nhỏ. Nhỏ nó phải ra. To thì nhiều, to nhiều khi cái điểm yếu mình không nhìn thấy, nhỏ nhìn thấy ngay. Nhiều bác thích. Cái cổ cây ngũ sắc này to ghê này. Cái sung nhiều người thích quá mà không bán này. Đây không bán, đây đấy, thích mỗi cây sung. Bế rành rành. À đây con cây, à, cây này có quả chưa anh? Chưa. Nhìn dăm chi ở dưới giống như có quả rồi. Cái cành này mới cắt. Vâng. Cây xanh này là đang để bao nhiêu anh? Cô có để lại? Không. Cả cây không bán đi. À thế à? Thế thì cho em quay lại tí nhá. Đấy, xong rồi để em đóng cửa. Về ngắm cho nó đỡ. Không bán à? Thòm thèm. Không bán. Bảo chỉ chờ mở cửa để xem cái sung này mà lại không bán. Thế thì chắc là không hỏi chị. Nhờ bác cho em quay lại tí nhé. Chắc nhanh thôi. Bác không bán nên là quay nhanh. Toàn vâng. Lướt một vòng. Cây của. Ok. Ok. Đây, quay nó cây lộc vừng thì tí. Đẹp quá, mê quá, cứ chờ bác ở ngoài kia. Ok, tạm dừng thôi.